sẽ thấy con bật tiếng khóc chào đời, bàn tay bé xíu là ký ức chẳng thể nào quên, niềm hạnh phúc được nhìn con lớn khôn, cứ trong mong một ngày con sẽ sống. Có lúc khó khăn con hiểu không, cha đã cố cất hết muộn phiền cả lời yêu thương, vì ai cũng có những sai lầm, xin lỗi con yêu của cha, hãy đến bên để cha ôm con một lần nữa. Một ngày con sẽ hiểu ra con là cả thế giới, điều quý giá nhất trong cuộc đời này là con đã đến bên cha. Sao tụi bay bước vô hay tao bước vô? Tao suy nghĩ lại rồi, thôi bỏ qua đi, chuyện cũng có gì, chứ để tụi nó nói 2-1 kỳ đó. Đúng rồi, thôi bỏ đi lần này đó. Tao tha cho mày lần này nha mày, lần sau là mày biết tay tao nha mày. Tao không cần tha. Nói ông không trả lời, không biết ông hiểu không? Tôi thấy không được bình thường á. Anh mới là không được bình thường á, chứ tôi thấy ảnh dễ thương mà. Cái gì vậy hả? Có râu mà là ảnh hả? Tôi nói thiệt với My á, cỡ này là ngoài 60 rồi, phải kêu là bác. Tôi 40 thôi. Ồ, vậy là ông chú. Mất 9 năm ở trọng, phí cả tuổi thanh xuân. 9 năm? Xưa tôi đi học tôi biết, mấy cái người mà ở trỏng á, ta ngồi im im, xong chút xíu nữa ta cười, cười xong là cắn á. Ở trong tù không có cắn, sử dụng nấm đông. Anh... Anh cái gì? Chú. Anh chú mới đi tù ra rồi. Vậy anh có nơi nào để đi chưa? Đời xôi đâu, thì tôi đi đó. Thật sự cũng cảm ơn cô đã cho tôi về đây, chỉ xem là những kỷ niệm này lần cuối. Tại sao lại là lần cuối chứ? Dù gì ở đây cũng rộng, anh chú cũng không có nơi nào để đi. Chỉ bằng ở đây nha. Mới gặp người ta có lần đầu thôi rủ về ở chung. Từ xưa tới giờ tôi năn nỉ hoài, mỗi lần xin qua ở chung mi kêu cái nhà này chật. Bây giờ có ổng nữa, hai người vô ai là đại bạn đi. Thì tôi thấy anh chú đáng thương nên cho anh chú ở đây thôi, không được hả? Trời ơi, đừng có giao du với loại người này giùm tôi đi mà. Loại người nào? Anh đừng có thấy người ta mới ra tù rồi kỳ thị người ta nghe chưa? Nhà này là nhà của tôi muốn cho ai ở là quyền của tôi với bộ. Nhà này của My nhưng mà tiền thuê mỗi tháng là tôi trả mà. Thì tiền đó là tôi mượn anh. À, hay là anh muốn đòi lại tiền? Được rồi, để tôi trả lại tiền cho anh. Rồi từ nay trở đi anh đừng bén mảng tới đây nữa. Thôi được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Đừng cãi nhau nữa. My nghe cho rõ, kể từ giây phút này tôi sẽ không bao giờ còn ở ký túc xá nữa. Ngày xưa trước khi ba tôi đi bụi, ba tôi đã từng dặn không nơi đâu tốt bằng nhà của mình. Kể từ giây phút này, đây sẽ là nhà của tôi. Có khi chăng
Đêm nay anh chủ ngủ tạm đây nha. Đêm đầu tiên có thể chưa quen, nhưng mà từ từ rồi cũng quen thôi à. Đêm đầu tiên dễ xảy ra nhiều thứ lắm. Đi làm hả? Phải rồi, tôi phải đi làm kiếm tiền thêm chứ. Yên tâm đi, ngày mai tôi cũng đi kiếm việc làm à. Không dám yên tâm đâu. Tôi sẽ để mắt ông chú 24/24. Cứ tự nhiên. Nè, đàn ông đàn an gì mà cứ lèm bèm hoài vậy? Có lo làm không? Không muốn đi làm chút nào. Những cơm manh áo thì phải đi thôi. Dạ anh. Chuẩn bị đi chưa? Ghé mua mấy ký than. Quán hết than rồi. Dạ em biết rồi. Nát cái gì vậy? Đại ca. Thằng Hậu. Em nhớ mình không? Em nhớ những trận chiến vào sinh ra tử của anh em mình. Không có anh là không có em. Không có anh là không có thằng Hào ngày hôm nay. Và không có anh thì thằng Hào đã bị nướng phô mai rồi. Nó nằm trên bàn nhậu để người ta dứt nó rồi. Em nhớ anh nhiều. Thôi, được rồi. Khóc lóc cái gì? Nay gặp anh em vui lắm. Vui. Tao biết rồi, tao cũng vui. Khóc lóc cái gì? Uống đi. Ôi, uống này uống. Uống cho tới luôn. Không sai không về. Uống tới luôn. Ê, đâu, đâu. Hai, anh làm gì vậy? Mày vậy mới đuổi tao về. Em đuổi anh về nào. Mày vừa nói không sai không về. Không có bay. Ai à, hoài à, không có, không có. Anh cứ giỡn hoài à, em sai nào. Vậy là mày còn tỉnh đúng không? Em còn tỉnh. Được rồi, anh thì ngồi xuống đi. À, anh ngồi xuống chơi, anh ngồi xuống. Tao tỉnh. Ngồi xuống đi. Ngồi, ngồi không? Ăn ăn. Thắng, 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 thắng. Bây giờ bữa nay tao đãi anh Tùng, một người ân nhân, một người anh của tao. Mày vô trong quán, mày kiếm cái gì ngon nhất mang ra đây cho tao, nhanh. Đây lẩu ngon nhất. Lẩu ngon nhất hả? Vậy đủ, lẩu ngon nhất. Rượu ngon nhất rượu này luôn anh Hồng. Chà, nghe gì cũng ngon nhất hết rồi hả? Bây giờ trong quán mình có cái gì độc đáo nhất để đãi anh Tùng không? Phai lang. Phai lang hả? Thôi, phai lang như này ăn chẹo bản họng rồi chi. Khỏi đây, khỏi. Vô. Vô đi. Xếp phép em đi rửa chén. Tao thấy có lang ngon mà. Ê, thôi, thôi, thôi. Đây, khỏi rửa chỗ dọn rồi. Ra nướng phai lang. Dạ, không rửa chén luôn à? Không cần rửa gì hết, ra nướng phai lang. Nhanh, đi. Chết cha, quên nữa. Chuyện gì nữa? Anh đợi em xíu. Một xíu em mang cái này ra cho. Thôi thôi, thắng ơi, thắng ơi. Dạ, khoai lang mới nữa cũ. Không có hỏi khoai lang. Vô đây, canh anh Tùng tao, tỉnh cho anh về. Anh Tùng ngồi lại em một xíu à. Mày bất ngờ lắm đúng không? Không ngờ ngày hôm nay hả? Mày đứng đây làm gì? Đi ra ngoài. Ờ, không hả? Tôi đang nướng khoai lang vô đây chị. Anh nói em đứng đây canh à? Canh người ta đứng ở trước mặt người ta canh. Đứng đây canh, anh đứng đây làm bỏ anh chạy mà giết kịp không? Dạ thưa anh, đứng ngoài kia là canh khoai lang à? Mày nói cãi cãi tôi đuổi việc rồi, đi ra. Vô làm nó cãi, cãi quá cãi luôn. Anh Tùng, đây là con. Dạ bà xã, bà xã. Quên nữa, bà xã. Giới thiệu với anh, đây là bà xã em. Chào anh. Giới thiệu với bà xã, đây là anh Tùng, là cái người mà anh hay kể cho bà xã nghe đó. Chào em. Thái độ gì kỳ vậy? Mở đó, anh Tùng, anh đi đó. Đây.
Làm gì ho? Hả? Đi vô. Cái gì đây? Dạ, đây là tiền anh. Mày xem thường tao quá đó. Tao tới là thăm mày chứ không phải gì cái này. Anh nói gì anh xem thường em á. Anh có coi em là đứa em út của anh không? Bây giờ anh cần thì em đưa anh một ít, chứ đâu có bao nhiêu đâu anh. Thôi được rồi. Anh đúng không? Mày tiếc à? Không tiếc, không phải là tiếc. Tại vì em thấy tự nhiên giờ lại có cái hoàn cảnh em là người đưa tiền, còn anh là người nhận. Tự nhiên em thấy em xót quá. Thời thế thay đổi, hoàn cảnh thay đổi rồi, chuyện gì có thể xảy ra. Dạ. Uống à? Tao hỏi mày nè. Sao anh? Mày biết Diễm Phương chuyển đi chỗ khác đúng không? Cô ấy đâu vậy? Anh giỡn nha mà anh Tùng. Giỡn cái gì? Anh không biết chuyện gì hả anh Tùng? Chuyện gì là chuyện gì? Chuyện gì? Chị Phương chết rồi. Dành cho con ngàn lời yêu thương vẫn còn cất giữ sâu trong trái tim. Ngày qua đừng vừa trách cha vợ tâm con nhé, vì cha về luôn tìm kiếm câu trả lời, nên một ngày con sẽ hiểu ra con là cả thế giới. Quý giá nhất trong cuộc đời này là con đã đến bên cha.